Sáng nay, 27 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu tổ chức chương trình họp mặt hội viên 3 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và trao tặng 440 suất học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo và con của lực lượng Hải quân Kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự và trao học bổng có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Về phía lãnh đạo thành phố, có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Quỹ đã trao 440 suất học bổng cho 2 năm học 2022-2023, 2023-2024 trị giá 460 triệu đồng đến 40 sinh viên là con đồng bào dân tộc của thành phố và 400 học sinh là con của quân nhân chuyên nghiệp vùng 3 Hải quân và đơn vị Kiểm ngư chi đội 3. Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ niềm vui khi đến với thành phố Đà Nẵng lần này và bày tỏ mong muốn các cháu học sinh được nhận học bổng, tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu duy trì triển khai nhiều chương trình dự án thiết thực ý nghĩa cho cộng đồng. Cũng nhân dịp này, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đã gửi tặng 28 phần quà đến cựu chiến binh của Hội Đoàn tàu không số thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, tiến hành kết nạp và trao thẻ hội viên cho 71 cá nhân đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, nâng tổng số hội viên câu lạc bộ lên 4.052 người, trong đó nhóm hội viên tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế có 196 thành viên.